Xin chào các em. Cô là Nguyễn Thu Thủy, giáo viên trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình Dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội kết hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện. Trong bài học trước, cô đang hướng dẫn các bạn bài 37 Cân bằng hóa học. Ở nội dung tiết 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần còn lại của bài. Và trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ chữa bài tập về nhà của ngày hôm trước. Các em hãy cùng theo dõi để so sánh với kết quả bài tập của mình. Đề bài cho cân bằng lưu huỳnh dioxit tác dụng với oxy tạo thành lưu huỳnh trioxit và ngược lại. Khi hệ đạt trạng thái cân bằng, nồng độ các chất được biểu diễn ở bảng sau. Đề bài yêu cầu tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp lưu huỳnh trioxit. Cô đã hướng dẫn, để tính hiệu suất thì chúng ta phải tính độ biến thiên nồng độ và nồng độ ban đầu. Từ lượng lưu huỳnh trioxit tạo ra là 0,4 mol trên lít. Chúng ta có thể tính được độ biến thiên nồng độ của hai khí lưu huỳnh dioxit và oxy dựa vào hệ số tỉ lượng. Và từ đây, các em có thể dễ dàng tính được nồng độ ban đầu của hai khí này. Lưu huỳnh dioxit sẽ có nồng độ là 1,5 cộng 0,4 là 0,9 mol trên lít. Oxy có nồng độ ban đầu 0,5 cộng 0,2 bằng 0,7 mol trên lít. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ tính hiệu suất dựa vào lưu huỳnh dioxit hay oxy. Các em hãy xét tỷ lệ. Với tỷ lệ này, chúng ta dễ dàng tính được hiệu suất theo oxy có giá trị 28,6%. Các em biết đây là một giai đoạn trong quá trình sản xuất axit sulfuric mà các em đã được học. Nếu hiệu suất thấp như thế này thì lượng lưu huỳnh trioxit kéo theo là sản lượng axit sulfuric sẽ rất thấp. Chúng ta sẽ cần tác động đến phản ứng này ở những yếu tố nào để nâng cao hiệu suất phản ứng? Các em sẽ trả lời được câu hỏi này trong phần tiếp theo của bài. Phần 3, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học và từ đó nghiên cứu ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học. Chúng ta vào bài. Trong tiết học trước, các em đã được nghiên cứu về ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ với chuyển dịch cân bằng. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ảnh hưởng của yếu tố nồng độ đến chuyển dịch cân bằng. Chúng ta xét thí nghiệm. Xét cân bằng giữa kali cromat màu vàng với kali dichromat màu da cam. Chúng ta có cân bằng được biểu diễn bằng phương trình phản ứng thuận nghịch sau. Các em hãy quan sát thí nghiệm, nêu và giải thích hiện tượng trong thí nghiệm. Rót dung dịch kali cromat vào cốc thủy tinh. Thêm dung dịch axit clohydric. Thêm dung dịch kali hydroxit. Hiện tượng các em quan sát được có thể tóm tắt như sau. Ban đầu, dung dịch có màu vàng, đó là màu của kali cromat. Khi thêm dung dịch axit clohydric, dung dịch chuyển màu vàng sang màu da cam, đó là màu của kali dichromat. Điều đó chứng tỏ cân bằng đã chuyển dịch theo chiều từ trái sang phải, hay còn nói cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Khi thêm tiếp dung dịch kali hydroxit, dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. Như vậy, cân bằng đã chuyển dịch theo chiều nghịch. Qua thí nghiệm vừa rồi, các em thấy việc thêm hay bớt axit clohydric đã làm cân bằng hóa học chuyển dịch. Chúng ta sẽ cùng giải thích tại sao có sự đổi màu này.
khi thêm axit clohyric, tức là tăng nồng độ của axit clohyric, thì ta thấy cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Mà chiều thuận là chiều từ trái sang phải, axit clohyric tham gia phản ứng nên làm giảm nồng độ của chất này. Đây chính là cách làm giảm tác động bên ngoài. Còn khi thêm kali hydroxit, chúng ta biết kali hydroxit có thể phản ứng với axit clohyric, làm giảm nồng độ của axit clohyric. Khi đó, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Chiều nghịch tạo ra thêm axit clohyric, làm tăng nồng độ của nó. Đây chính là cách của hệ làm giảm tác động bên ngoài. Các em hãy chú ý mối liên hệ giữa tác động bên ngoài và cách của hệ làm giảm tác động đó. Chúng ta hãy cùng xét tiếp một ví dụ khác. Ví dụ vừa rồi các em có thể quan sát bằng mắt. Nhưng trong ví dụ thứ hai, phản ứng giữa carbon ở trạng thái rắn với carbon dioxide ở trạng thái khí sinh ra carbon monoxide ở trạng thái khí, chúng ta có cân bằng. Và đề bài yêu cầu hãy xác định cân bằng chuyển dịch như thế nào khi thêm khí carbon dioxide hoặc lấy bớt khí carbon monoxide. Chúng ta đã được nghiên cứu về tốc độ phản ứng trong tiết trước. Khi cân bằng xảy ra, chúng ta có phản ứng thuận xảy ra với tốc độ phản ứng thuận, phản ứng nghịch xảy ra với tốc độ phản ứng nghịch. Vậy khi có điều kiện bên ngoài thay đổi, tốc độ hai phản ứng này sẽ thay đổi như thế nào? Các em hãy cùng suy nghĩ. Khi thêm khí carbonic, tức là làm tăng nồng độ khí carbonic, tốc độ phản ứng thuận sẽ tăng lên, lớn hơn tốc độ phản ứng nghịch. Khí carbon dioxide sẽ phản ứng với carbon nhiều hơn để tạo ra carbon monoxide. Cho đến khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch, lúc đó cân bằng hóa học mới được thiết lập. Ở trạng thái cân bằng mới thì nồng độ các chất đã khác so với trạng thái cân bằng cũ. Vậy, việc thêm khí carbonic, cân bằng chuyển dịch theo chiều từ trái sang phải là chiều thuận, tức là chiều làm giảm nồng độ của khí carbonic, làm giảm tác động bên ngoài. Giải thích tương tự, khi chúng ta lấy bớt khí carbon monoxide, tức là làm giảm nồng độ của khí này, thì tốc độ phản ứng nghịch giảm và nhỏ hơn tốc độ phản ứng thuận. Cân bằng chuyển dịch theo chiều từ trái sang phải, tức là chiều thuận. Mà chiều thuận là chiều làm tăng nồng độ của carbon monoxide, giảm tác động bên ngoài. Chúng ta xét tiếp. Nếu trong trường hợp lấy bớt khí carbon dioxide hoặc thêm khí carbon monoxide, các em hãy suy nghĩ và cho cô biết cân bằng chuyển dịch như thế nào. Khi lấy bớt khí carbon dioxide, tức là chúng ta làm giảm nồng độ của carbon dioxide, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, tức là chiều làm tăng nồng độ của khí carbon dioxide. Và khi thêm carbon monoxide, nồng độ chất này tăng lên, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, là chiều giảm nồng độ khí carbon monoxide. Thông qua hai ví dụ vừa rồi, chúng ta có thể quan sát thấy sự chuyển dịch cân bằng, hoặc chúng ta giải thích sự chuyển dịch cân bằng bằng tốc độ phản ứng mà các em đã học ở bài trước. Và từ đó, các em có thể rút ra kết luận. Khi tăng hoặc giảm nồng độ một chất trong cân bằng, thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của việc tăng hoặc giảm nồng độ của chất đó. Các em chú ý, cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của việc tăng hoặc giảm nồng độ của chất đó.
Và các em lưu ý thêm, việc thêm hoặc bớt lượng chất rắn không ảnh hưởng đến cân bằng, nghĩa là cân bằng không chuyển dịch. Trong ví dụ vừa rồi, việc thêm bớt carbon là chất rắn sẽ không làm chuyển dịch cân bằng. Chúng ta đã xét ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng xét một yếu tố thứ ba, ảnh hưởng của áp suất. Các em còn nhớ cân bằng giữa nitơ dioxit và dinitơ tetraoxit. Trong thí nghiệm trước, chúng ta thay đổi điều kiện nhiệt độ. Nhưng trong thí nghiệm này, chúng ta sẽ giữ điều kiện nhiệt độ không đổi và thay đổi yếu tố áp suất bằng cách sử dụng xi lanh có piston di chuyển. Khi piston di chuyển thì thể tích của xi lanh này thay đổi, ảnh hưởng đến áp suất của hỗn hợp khí trong hệ. Các em hãy quan sát thí nghiệm và lưu ý sự thay đổi màu sắc của hỗn hợp khí nitơ oxit và dinitơ tetraoxit trong thí nghiệm này. Nạp khí nitơ dioxit vào xi lanh kín có piston ở nhiệt độ thường và không đổi. Khi hệ đạt cân bằng, trong xi lanh chứa hai khí nitơ dioxit và dinitơ tetraoxit. Có thể tăng hoặc giảm áp suất trong xi lanh bằng cách nén hoặc giãn piston. Khi nén piston tăng áp suất thì màu của hỗn hợp khí đậm dần. Khi giãn piston giảm áp suất thì màu của hỗn hợp khí nhạt dần. Chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh về sự thay đổi màu sắc của hỗn hợp khí khi chúng ta thay đổi áp suất. Khi giảm áp suất, hỗn hợp khí nhạt dần, chứng tỏ cân bằng đã chuyển dịch theo chiều thuận. Còn khi tăng áp suất bằng cách nén hệ giảm thể tích thì màu của hỗn hợp khí đậm dần, chứng tỏ cân bằng đã chuyển dịch theo chiều nghịch. Như vậy, thí nghiệm vừa rồi đã chứng minh áp suất đã ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng của phản ứng đang xét. Chúng ta sẽ cùng giải thích tại sao phản ứng này lại chịu ảnh hưởng của áp suất. Trong chương trình vật lý lớp 10 các em đã học, áp suất được gây nên do sự va chạm của các phân tử khí vào thành bình. Nồng độ phân tử khí càng lớn thì áp suất càng lớn. Như vậy, áp suất sẽ phụ thuộc vào số mol của khí trong hỗn hợp. Chúng ta hãy cùng nhìn vào phương trình. Cứ 2 mol nitơ dioxit phản ứng tạo ra 1 mol dinitơ tetraoxit theo phản ứng thuận. Điều đó có nghĩa là chiều thuận làm giảm số mol khí, từ đó làm giảm áp suất chung của hỗn hợp. Còn chiều nghịch, cứ 1 mol dinitơ tetraoxit phản ứng tạo ra 2 mol nitơ dioxit. Chúng ta thấy phản ứng nghịch làm tăng số mol khí và tăng áp suất chung của hệ. Vậy, trong cân bằng này, phản ứng thuận hay phản ứng nghịch đều làm thay đổi số mol khí và làm thay đổi áp suất của hỗn hợp khí. Vì thế, áp suất có thể ảnh hưởng đến cân bằng này. Còn cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận hay theo chiều nghịch thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tiếp. Dựa vào đặc điểm của hệ, khi chúng ta tăng áp suất bằng cách giảm thể tích thì chúng ta thấy màu của hỗn hợp khí nhạt dần, chứng tỏ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Mà chiều thuận là chiều làm giảm số mol khí, giảm áp suất chung. Đây chính là cách của hệ làm giảm tác động bên ngoài. Còn khi chúng ta giảm áp suất chung bằng cách tăng thể tích thì màu của hỗn hợp khí đậm dần do cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
Các em hãy quan sát chiều nghịch. Chiều nghịch làm tăng số mol khí, từ đó tăng áp suất chung của hệ. Đây chính là cách của hệ giảm tác động bên ngoài. Vậy qua thí nghiệm này, chúng ta có thể rút ra kết luận. Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ cân bằng, thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của việc tăng hoặc giảm áp suất đó. Liệu áp suất có ảnh hưởng đến mọi cân bằng hay không? Các em hãy cùng cô xét một ví dụ. Phản ứng nào sau đây có cân bằng chuyển dịch khi thay đổi áp suất chung của hệ? Chúng ta có một phản ứng một chiều và ba phản ứng thuận nghịch. Đương nhiên có thể loại ngay phản ứng một chiều vì không có chuyển dịch cân bằng. Chúng ta xét ba phản ứng thuận nghịch. Ở phương án B, cứ 2 mol hydro iốt tua phản ứng sẽ tạo ra 2 mol hỗn hợp khí hydro và iốt theo hệ số tỉ lượng. Và chúng ta thấy phản ứng này không làm thay đổi số mol khí của hỗn hợp nên áp suất sẽ không ảnh hưởng đến cân bằng này. Còn trong phương án C, chúng ta có sắt 3 oxit và sắt ở trạng thái rắn. Ta đã biết chất rắn không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Còn chất khí, cứ 3 mol carbon monoxit phản ứng, chúng ta sẽ thu được 3 mol carbon dioxit. Vậy, phản ứng này cũng không làm thay đổi số mol khí. Chúng ta có thể ký hiệu độ biến thiên số mol khí bằng 0. Và tương tự như phương án B, C loại. Còn phương án D thì sao? Các em hãy quan sát hệ số cân bằng của phương trình. Ta thấy cứ 2 mol lưu huỳnh dioxit phản ứng được với 1 mol khí oxy thì sẽ tạo ra 2 mol lưu huỳnh trioxit. Vậy, cứ 3 mol khí trước phản ứng tạo ra 2 mol khí sau phản ứng, làm cho phản ứng này có sự thay đổi về số mol. Độ biến thiên số mol khí khác không? Và từ đó, áp suất sẽ ảnh hưởng đến cân bằng có độ biến thiên số mol khí khác không? Và các em cũng lưu ý thêm, nếu phản ứng có số mol khí ở cả hai vế của phương trình hóa học bằng nhau hoặc phản ứng không có chất khí thì áp suất sẽ không ảnh hưởng đến cân bằng. Như vậy, qua các ví dụ cô giới thiệu, chúng ta có thể thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, đó là nồng độ, nhiệt độ và áp suất. Các ảnh hưởng đã được một nhà hóa học người Pháp, Le Chatelier, tổng hợp thành nguyên lý. Và nội dung nguyên lý được phát biểu như sau. Một phản ứng thuận nghịch khi đang ở trạng thái cân bằng chịu tác động của yếu tố bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. Chúng ta đã xét ảnh hưởng của 3 yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ. Và sau đây chúng ta sẽ xét tiếp vai trò của chất xúc tác. Chúng ta đã biết rằng chất xúc tác ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch với số lần như nhau, nên chất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Tuy nhiên, chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. Vì thế, chất xúc tác sẽ làm cho cân bằng được thiết lập nhanh chóng hơn. Áp dụng những nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu trong bài, các em hãy giúp cô giải một số bài tập sau. Bài tập số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Xét các hệ cân bằng trong một bình kín. Các cân bằng trên sẽ chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau?
A. Tăng nhiệt độ. B. Thêm hơi nước vào. C. Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống. Và D. Dùng chất xúc tác. Để xét ảnh hưởng của các yếu tố đến chuyển dịch cân bằng, khi chúng ta đã biết đặc điểm của hệ, thì cô sẽ giới thiệu với các em các bước làm như sau. Bước thứ nhất, các em hãy xác định yếu tố đang ảnh hưởng đến hệ là yếu tố nào. Đó là nồng độ, nhiệt độ hay áp suất. Hướng của tác động là tăng hay giảm. Chúng ta đã biết cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động lên hệ. Nên các em hãy tìm xem giảm tác động là như thế nào. Và từ đó, ở bước 3, các em có thể kết luận về chiều chuyển dịch cân bằng. Đó là chiều thuận hay chiều nghịch. Chúng ta hãy lần lượt phân tích các bước này đối với cả hai phương trình. Ở bước 1, chúng ta sẽ xét các yếu tố nhiệt độ, nồng độ và áp suất có thể ảnh hưởng đến cân bằng. Chúng ta biết chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng nên có thể kết luận ngay ở nội dung này. Chất xúc tác không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng. Và cô đã lưu ý khi xét áp suất, các em có thể nhận xét ngay với phản ứng 1 có sự biến đổi số mol khí trước phản ứng. 1 mol có thể tạo ra 2 mol khí. Nên phản ứng này có sự biến đổi số mol khí khác không? Áp suất sẽ ảnh hưởng. Nhưng ở phản ứng số 2, áp suất sẽ không ảnh hưởng vì sự biến đổi số mol khí bằng 0. Chúng ta thấy cứ 2 mol khí tham gia phản ứng sẽ tạo ra 2 mol khí sản phẩm. Đó là bước thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng xét bước thứ hai. Đó là cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động lên hệ. Khi chúng ta tăng nhiệt độ, đương nhiên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ. Khi chúng ta thêm hơi nước, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ nước. Còn khi chúng ta tăng áp suất chung, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất. Đã xác định được chiều này rồi, thì các em sẽ dễ dàng kết luận được cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận hay theo chiều nghịch ở bước 3. Chúng ta thấy phản ứng 1 và phản ứng 2 có nhiệt phản ứng khác giấu nhau. Phản ứng 1 thu nhiệt nên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. Vì chiều nghịch của phản ứng là chiều thu nhiệt nên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch ở phản ứng 2. Còn khi thêm nước, muốn giảm nồng độ của nước thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tiêu thụ nước. Và ở cả hai phản ứng này, chiều tiêu thụ nước đều là chiều thuận. Còn để giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí. Và đó là chiều nghịch. Cô đã phân tích đồng thời cả hai phương trình trên theo 3 bước. Các em có thể phân tích song song hoặc có thể xét lần lượt từng yếu tố đối với từng phương trình theo 3 bước trên. Các em có thể lựa chọn cách làm phù hợp với bản thân mình. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập thứ 2. Đây chính là một bài tập liên quan đến bài tập về nhà mà chúng ta đã chữa. Đó là phản ứng giữa lưu huỳnh dioxit với oxy để tạo ra lưu huỳnh trioxit và ngược lại. Đây là phản ứng có nhiệt phản ứng âm. Để cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận, cần thay đổi, tăng hay giảm điều kiện nồng độ, áp suất và nhiệt độ như thế nào? Ở bài này, chúng ta đã biết đặc điểm của phản ứng. Chúng ta đã biết chiều chuyển dịch cân bằng. Vậy chúng ta có thể làm ngược lại theo 3 bước trên để xác định yếu tố ảnh hưởng. Nhưng các em hãy lưu ý, ở bước 2, các em hãy phân tích đặc điểm của hệ ứng với chiều chuyển dịch đang xét.
Chúng ta áp dụng vào bài số 2. Đối với cân bằng đang xét, chúng ta sẽ xét đặc điểm của phản ứng thuận vì đề bài đang yêu cầu chiều chuyển dịch là chiều thuận. Trong phản ứng thuận này, phản ứng thuận làm tăng nồng độ lưu huỳnh trioxit, làm giảm nồng độ oxy và lưu huỳnh dioxit, làm giảm áp suất và làm tăng nhiệt độ. Vậy, để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, chúng ta hãy tác động ngược lại với đặc điểm phản ứng, đó là giảm nồng độ lưu huỳnh trioxit, tăng nồng độ oxy và lưu huỳnh dioxit, tăng áp suất và giảm nhiệt độ. Người ta có thể tác động một hoặc đồng thời nhiều yếu tố. Và người ta sẽ lựa chọn tác động nào để phù hợp trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu suất phản ứng thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần cuối cùng của bài. Ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học. Các em đã học quá trình sản xuất axit sulfuric. Ở giai đoạn này, người ta đã sử dụng đó là oxy hóa lưu huỳnh dioxit bằng khí oxy hoặc bằng lượng dư không khí. Nhiệt độ thích hợp từ 450 đến 500 độ C và với xúc tác vanadi oxit. Chúng ta có thể thấy việc sử dụng khí oxy hoặc lượng dư không khí làm tăng nồng độ của oxy. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiến hành phản ứng này ở nhiệt độ thấp thì tốc độ phản ứng lại xảy ra chậm. Nên các nhà khoa học đã phải cân đối giữa yếu tố tốc độ và yếu tố chuyển dịch cân bằng. Lựa chọn nhiệt độ thích hợp từ 450 độ C đến 500 độ C để đạt tốc độ phản ứng cao. Và để đạt tốc độ phản ứng cao, người ta còn dùng thêm xúc tác vanadi oxit. Và trong các điều kiện này, cân bằng này gần như chuyển dịch hoàn toàn theo chiều thuận, nên người ta không cần tác động thêm ở các yếu tố khác. Vậy các em đã thấy rằng các nhà khoa học đã cân đối các yếu tố và nghiên cứu một trạng thái phù hợp nhất giữa tốc độ phản ứng và chuyển dịch cân bằng, sao cho sản phẩm tạo ra được nhiều hơn và nhanh hơn. Đó chính là ứng dụng của hóa học trong đời sống và sản xuất. Như vậy, qua bài 37 cân bằng hóa học, chúng ta đã tìm hiểu về phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học. Từ đó, nghiên cứu về sự chuyển dịch cân bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng. Có 3 yếu tố thường xét, đó là nhiệt độ, nồng độ và áp suất. Chúng ta có nguyên lý chuyển dịch cân bằng của Le Chatelier và từ đó chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học. Các em ạ, trong sản xuất, các nhà khoa học luôn muốn cân bằng chuyển dịch theo chiều, tạo ra nhiều sản phẩm nhất, nhanh nhất. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta luôn muốn đạt đến trạng thái cân bằng giữa vui chơi và học tập, cân bằng giữa sức khỏe và công việc, cân bằng giữa các mối quan hệ. Và cô mong rằng các em cũng sẽ tìm được trạng thái cân bằng của mình. Và trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô xin chúc các em có sức khỏe tốt và học tập tốt. Xin chào và tạm biệt các em.